Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1-888-204-7749 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com. Quý Hoàng xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tự Lực Live Home Shopping đang được trình chiếu hàng tuần trên đài VNATV 57.3 từ lúc 3 giờ 15 đến 4 giờ thưa quý vị. Và hôm nay thì có chị Dạ Ly ngồi đến đây để cùng đưa đến cho quý vị những cái promotion rất là hấp dẫn và ưu đãi. Thế nên chị Hoàng mong là quý vị ghi lại hai số điện thoại quen thuộc để nếu quý vị thấy những cái promotion ưu đãi nào mà quý vị thích thì quý vị nhớ là nhấc phone lên và gọi vào ngay cho chị Hoàng cũng như chị Dạ Ly. Bởi vì qua cái khung giờ live ngày hôm nay thì promotion sẽ không còn nữa quý vị nhé. Nên quý vị tranh thủ order trong khung giờ live ngày hôm nay qua hai số điện thoại là 714-473-8440 hoặc là 714-305-7133 quý vị nhé. Và với quý vị nào mà có Facebook hoặc là YouTube thì quý vị cũng có thể lên và search là Tự Lực Bookstore để quý vị có thể theo dõi chương trình live home shopping ở bất cứ nơi nào mà quý vị có internet thưa quý vị. Và em chào chị Dạ Ly ạ. Chào Thi Hoàng, cảm ơn Thi Hoàng. Thưa quý vị, là đã 2 tuần rồi thì chị em chúng tôi mới được gặp lại quý vị trong cái chương trình live của Tự Lực Home Shopping. Thì hôm nay Dạ Ly rất mong sẽ nhận được thật nhiều những cuộc gọi cũng như những cái tin nhắn từ các cô chú, từ quý vị để cho Dạ Ly cũng như Ti Hoàng được tư vấn ha, được chăm sóc phục vụ quý vị được tốt hơn qua những cái sản phẩm dinh dưỡng. Và hôm nay chúng tôi có những cái chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt thưa quý vị, và mong là Ti Hoàng hãy giới thiệu cái combo đầu tiên đi nè. Dạ thưa quý vị, thì ngày hôm nay với cái combo thứ nhất thì quý vị khi mà quý vị mua một bộ quà Sensual gồm có 4 món thì như quý vị thấy ở đây là một cái hộp quà rất là đẹp và gồm có 4 sản phẩm trong đó. 4 sản phẩm là full size nha quý vị. Thì trong đó là gồm có một cái chai nước hoa hồng xuất khoáng, là nước xịt toner đó, một cái kem dưỡng da ban ngày, một cái kem chống nắng và một cái gel tẩy tế bào chết giúp chúng ta làm sáng da. Thì nguyên cái combo như vậy 4 sản phẩm thì quý vị thấy rất là lớn và trị giá là tới 199 Việt kim. Nhưng mà ngày hôm nay khi quý vị gọi vào trong khung giờ live ngày hôm nay vào order thì giá quý vị trả là chỉ có 99 Việt kim mà thôi. Như vậy thì chúng ta save gần được tới 50% rồi chị Dạ Ly ha. Đây là một cái giá rất là khuyến mãi luôn, nên là quý vị hãy nhanh tay nhấc phone và gọi qua hai số điện thoại để có thể đặt hàng qua cái combo này. Thì với cái nước hoa hồng suối khoáng thì quý vị có thể sử dụng như là một cái xịt toner vậy thưa quý vị. Và đây là một cái dạng xịt. Và nói về cái hãng Sensual của Nhật Bản này thì chị Dạ Ly biết không, đây là một cái hãng hoàn toàn là chiết xuất từ thiên nhiên. Nên với những quý vị khán giả hay với những cô chú anh chị nào mà có những cái làn da nhạy cảm thì hoàn toàn có thể sử dụng cái dòng sản phẩm của Sensual, tại vì không có lo là bị kích ứng da hoặc là không có bào mòn da của mình. Thì đầu tiên như quý vị thấy trên màn ảnh là một cái chai xịt hoa hồng nước suối khoáng thiên nhiên rất là đẹp. Thì đây là cái chai là bắt nguồn từ cái vùng suối nóng thiên nhiên nổi tiếng và giàu khoáng chất ở cái vùng là Izumo Zumura ở Nhật Bản thưa quý vị. Thì cái loại toner tinh khiết này với một cái hương thơm rất là dịu nhẹ và tiềm ẩn một cái sức mạnh chống lão hóa cho quý vị tối đa, làm săn chắc cơ cũng như là giúp làn da của chúng ta tươi sáng rất là nhanh chóng. Và với khả năng là trong này có khả năng là làm trắng và loại bỏ những cái độc tố da từ chiết xuất là quả quýt Suzu của Nhật Bản cùng với thành phần trẻ hóa qua da hiệu quả từ vitamin C nguyên chất, thì sẽ giúp làn da chúng ta trở nên trẻ trung tươi sáng và hệ thống nang lông của chúng ta sẽ se khít hoàn toàn. Vậy thì mình phải sử dụng như thế nào ha Ti Hoàng cho nó hiệu quả? Thưa quý vị, thì với cái chai xịt suối khoáng như thế này thì sau khi quý vị rửa mặt sạch xong thì quý vị dùng cái chai này quý vị và quý vị xịt, vì cái chai dạng xịt rất là dễ sử dụng và cái tia của nó rất là mịn, làm cho da của chúng ta cảm thấy tươi mát. Thì sau khi mà mình rửa mặt sạch xong á chị Dạ Ly, thì mình hay dùng nước hoa hồng đúng không, thì đây là chúng ta dùng cái chai này như là cái nước toner hoa hồng để da chúng ta se khít lỗ chân lông, làm sáng da cũng như là chống
lão hóa rất là tốt cho làn da của chúng ta. Thì như quý vị thấy, một cái chai nước hoa hồng suối khoáng thiên nhiên đang gồm ở trong cái bộ quà Senso 4 món ngày hôm nay. Và cái sản phẩm kế tiếp đó chính là kem dưỡng da ban ngày, thưa quý vị. Thì cái hộp kem dưỡng da ban ngày thì trông như thế. Cái hộp này rất là dễ sử dụng chị ha. Thì cái gel này thì chúng ta sử dụng vào ban ngày, nó thấm nhanh vào da hơn là cái kem dưỡng ban đêm. Thì cái dòng Senso này nó cũng có cái kem dưỡng ban đêm thì nó nhiều cái chất dưỡng ẩm hơn. Còn cái loại ban ngày là nó dạng gel á chị. Nên khi mà mình hoa vào da là mình thấy nó thấm ngay vào da của mình luôn. Nó không có bị bớt dính, nó không có bị khó chịu như là những cái loại kem thông thường khác. Và với cái loại gel này thì với cái công thức là giữ ẩm sâu thì sẽ mang lại dàn da của chúng ta một cảm giác tươi mát và mịn màng ngay tức khắc. Và đây cũng là một cái nhân tố giúp cho làn da của chúng ta phục hồi cái độ ẩm cao, loại bỏ những cái dấu hiệu khô nóng khó chịu trên bề mặt da và làm tăng khả năng chịu đựng và bảo vệ làn da khỏi tác động môi trường và thời tiết. Và hiện tại thì mùa hè đến rồi đúng không chị Dạ Ly? Nên là khi mà chúng ta ra đường thì chúng ta cảm thấy thời tiết rất là nắng nóng, rất là khó chịu. Nên em thấy là cái kem dưỡng ẩm ban ngày là một cái loại mà chúng ta cần dưỡng ban ngày để làn da của chúng ta nó có đủ cái chất ẩm, không có bị thời tiết, nắng, gió, môi trường làm cho làn da của chúng ta bị khô ráp cũng như là thiếu sức sống. Nên ban ngày thì thường là nhiều quý vị quên dưỡng da. Và quên dưỡng da thì quý vị nhớ sử dụng gel dưỡng da ban ngày để da chúng ta có được một cái làn da mịn màng và tươi sáng cũng như dưỡng ẩm sâu cho làn da của chúng ta, và đặc biệt là không có gây cảm giác bớt dính hoặc là khó chịu quý vị nha. Nhắc đến mùa hè thì thưa Thúy Hoàng là chị rất là thích trong cái bộ sản phẩm này, có một cái sản phẩm mà chúng ta không thể nào mà thiếu được, đó là cái kem chống nắng. Dạ chắc chắn rồi. Và mỗi ngày khi chúng ta ra đường thì quý vị nhớ là phải sử dụng kem chống nắng. Dạ, phải sử dụng nha quý vị. Nhiều quý vị quên. Và cái kem chống nắng này thì bảo vệ da của chúng ta khỏi UVA, UVB, cũng như là nếu mà quý vị quên sử dụng kem chống nắng trong cái thời gian dài thì làn da của chúng ta dễ bị sạm, dễ bị nám và tệ nhất là sẽ bị ung thư da. Và đây là một cái tác nhân rất là hại. Thế nên là kem chống nắng của công ty Senso thì như Tiêu Hoàng nói là chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, nên cả nam lẫn nữ đều có thể sử dụng luôn. Và với những quý vị khán giả nào mà lớn tuổi, có những cái làn da nhạy cảm, sensitive, thì quý vị cũng yên tâm là hoàn toàn có thể bảo vệ da của mình khỏi ánh nắng mặt trời bởi cái sản phẩm Senso đến từ công ty Nhật Bản này, thưa quý vị. Và cái Tiêu Hoàng có biết không, thực ra khi nhắc đến kem chống nắng thì Dạ Lê rất sợ cái việc là nó bị bớt dính hoặc là nó bị cay mắt. Dạ, chắc chắn. Nhưng mà cái đặc biệt của cái loại kem này thì Tiêu Hoàng chắc rất là rành rồi. Dạ, thế nên là quý vị biết khi mà quý vị sử dụng cái loại kem chống nắng này, chúng ta bôi lên mắt cũng không có bị cay đâu chị nhỉ. Tại vì em nói là cái loại này rất là nhẹ nhàng và dịu nhẹ và từ thiên nhiên. Trong đó thì chiết xuất từ những tảo biển nên giúp cho làn da của chúng ta vừa chống nắng khỏi những cái tia UVA, UVB mà vừa dưỡng cho da chúng ta luôn. Và khi mà với những ngày nào mà chúng ta lười make up ra khỏi nhà, chúng ta lười xài foundation nó hơi nặng cho da của chúng ta quá, thì mình có thể sử dụng cái loại kem chống nắng này như là một cái lớp kem nền luôn. Bởi vì khi quý vị thoa một cái lớp kem chống nắng này lên thì quý vị sẽ thấy làn da của chúng ta nó tươi sáng lên, nó mịn màng lên một cách tự nhiên, nó như là một cái lớp da mới cho chúng ta mà chúng ta hoàn toàn không có cần phải sử dụng kem foundation, không có cần phải sử dụng kem nền chi cho nó dày mặt chúng ta nó mệt. Thì cái này chúng ta sử dụng là vừa dưỡng da mà vừa giúp cho chúng ta chống nắng, bảo vệ làn da khỏi môi trường và thời tiết luôn đó chị Dạ Ly. Có nhiều lúc bận quá thì thưa quý vị, Dạ Ly chỉ cần thoa cái kem chống nắng này lên và thoa một chút xíu son thôi. Dạ đúng rồi. Có thể tự tin đi ra được. Dạ, khi mình thoa lên mình thấy da của mình nó sáng tự đúng nhiên rồi. Không chị? Dạ. Thì khi cái loại này rất là đặc biệt như vậy thưa quý vị, là vừa chống nắng mà vừa giúp cho làn da của chúng ta như là có một cái lớp make up rất là tự nhiên. Như cái những cái loại kem chống nắng thông thường khác thì như chị Dạ Ly nói là mình thoa là mình hay bị bết, tạo cái độ bóng rất là khó chịu. Bị bóng hoặc là mình để là cái độ mà trắng và bệt bệt đúng không chị? Nó khó chịu lắm thưa quý vị. Nên là chúng ta nếu mà quý vị nào không có thích những cái loại kem chống nắng đó thì chúng ta có thể sử dụng loại kem chống nắng AB Essential Base của công ty Senso Nhật Bản sẽ giúp cho quý vị
bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời cũng như là giúp cho làn da chúng ta tươi sáng hơn. Và AB thì tương đương với chỉ số chống nắng là SPF 30 cộng cộng, sẽ có khả năng bảo vệ làn da của chúng ta mạnh mẽ và ngăn chặn triệt để các tia UV có hại từ ánh nắng mặt trời, sẽ gây nên tình trạng cháy ráp và sạm nám da cho mùa hè này. Và sản phẩm này thì đặc biệt nữa, chị Dạy biết không, là có cái màng bọc khoáng chất Mineral Sunscreen sẽ giúp cho làn da của chúng ta tươi sáng một cách tự nhiên hơn. Và không biết là chị Dạ Ly và người nhà mình thì có sử dụng cây chống nắng này mỗi ngày không chị? Bây giờ là Dạ Ly thử sử dụng thường xuyên thưa quý vị, bởi vì nó quá tiện lợi cho mình. Nhưng mà Dạ Ly đang muốn nghe Ti Hoàng giới thiệu về một cái gel tẩy tế bào chết, bởi vì cái này cũng là một cái sản phẩm mà Dạ Ly rất là mê. Dạ thưa quý vị, thì gel tẩy tế bào chết của công ty Senso cũng là một cái loại rất là đặc biệt nữa, là rất là dịu nhẹ. Như là mình thường mà mình mua những cái gel tẩy tế bào ở ngoài siêu thị á chị, thì chị để ý là có những cái hạt cơ, hạt cái hạt cát mà mình khi mình sử dụng nhiều là mình thấy cái da mình nó bị ráp, bị đỏ. Đúng rồi, như chị Dạ Ly nói là mình sử dụng lâu ngày thưa quý vị thì da của chúng ta sẽ bị bào mòn đi, có nghĩa là da của chúng ta bị mỏng đi, bị đỏ và dễ bị dị ứng hơn. Nhưng mà với cái loại Skin Renewal Gel này của công ty Senso thì như mình xài thì mình thấy nó không có những hạt cát trong đó, nó rất là mỏng nhẹ, nó rất là nhẹ nhàng, loại gel không hạt và không có gây tổn thương da của chúng ta. Cái loại gel này sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ tạp chất và những cái tế bào cằn cỗi trên da và tạo điều kiện cho những cái tế bào mới tái sinh và phát triển khỏe mạnh hơn. Bởi vì làn da của chúng ta sau một khoảng thời gian dài đó thưa quý vị, chúng ta make up, chúng ta tẩy trang không có sạch thì làn da của chúng ta sẽ có những cái lớp tế bào chết cằn cỗi trên khuôn mặt. Và nếu mà chúng ta để lâu ngày mà chúng ta quên sử dụng cái tẩy tế bào chết á, thì da của chúng ta sẽ dễ bị lên mụn và sẽ dễ bị những cái nám, những cái đồi mồi nó sẽ dễ bị mọc lên. Thế nên là chúng ta sẽ nhớ sử dụng gel tẩy tế bào chết này một tuần là khoảng từ 1 đến 2 lần thôi chị. Sau khi mình rửa mặt sạch nè, mình dùng cái nước hoa hồng suối khoáng này để xe khít lỗ chân lông, và sau đó là chúng ta có thể sử dụng gel tẩy tế bào chết này một tuần. Quý vị chỉ cần sử dụng từ 1 đến 2 lần thôi, để giúp cho làn da của chúng ta loại bỏ đi những cái tế bào chết và những cái tế bào cằn cỗi, để từ đó thì da của chúng ta mới phát sinh lên những cái tế bào mới, những cái tế bào khỏe mạnh hơn và tươi sáng hơn, và giúp làn da của chúng ta trẻ hóa, đúng không chị? Và không tẩy tế bào chết thưa quý vị, thì cho dù chúng ta có sử dụng cái mỹ phẩm nó đắt đến đâu hay là chúng ta có đắp vàng đi chăng nữa, thì cái da chúng ta nó cũng không thể tốt lên được, bởi vì không có thấm nó không vô. Đúng rồi, không thể thẩm thấu được tất cả những cái dưỡng chất. Như chị Dạ Ly vừa nhắc đến là nếu mà quý vị quên sử dụng cái gel tẩy tế bào chết này thì da của chúng ta nó có nhiều tế bào chết quá, hoặc là nhiều mụn đầu đen nè, mụn cám á chị, mình quên tẩy đi thì da của chúng ta sẽ không có thấm được những cái giống như là moisturizing, những cái loại kem dưỡng mà quý vị sử dụng sau cái lớp gel tẩy tế bào. Nên là quý vị nhớ là sử dụng gel tẩy tế bào từ một tuần là từ 1 đến 2 lần. Thì trong cái combo này chị Hoàng xin nhắc lại cái combo đầu tiên đặc biệt khuyến mãi ngày hôm nay, Senso 4 món như quý vị thấy trên màn ảnh rất là đẹp, là gồm có một cái nước hoa hồng suối khoáng, một gel dưỡng da ban ngày, một kem chống nắng và một gel tẩy tế bào chết giúp làm sáng da. 4 món như vậy rất là giá trị, và cái trị giá combo này là lên đến 199 Mỹ Kim. Nhưng khi quý vị gọi vào trong khung giờ live ngày hôm nay qua hai số điện thoại là 714-473-8440 hoặc là 714-305-7133 thì quý vị chỉ trả có giá là 99 Mỹ Kim thôi quý vị nha. Và hãng Senso thì là chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và đến từ Nhật Bản, thế nên là quý vị không lo về cái chất lượng sản phẩm, và nhất là những làn da của người Nhật thì em thấy rất là trắng sáng và mịn màng, đúng không chị? Chị Ly nghĩ rằng đây là cái bộ sản phẩm mà quý vị sẽ có thể tặng cho người yêu, tặng cho vợ của mình để thể hiện là chúng ta chăm sóc, không phải tặng cho mẹ của mình. Thì quý vị có thể gọi vào trong khung giờ live ngày hôm nay qua hai số điện thoại để đặt cái bộ quà Senso 4 món rất là đẹp hôm nay với giá là chỉ có 99 Mỹ Kim thôi quý vị nha.
Và bây giờ thì chắc em mời chị Dạ Ly giới thiệu về cái combo tiếp theo ngày hôm nay cho quý vị khán giả biết ạ. À, thưa quý vị, đây là cái combo mà Dạ Ly rất được nhiều quý khán thính giả gọi vào để yêu cầu, đó là cái trà Ashitaba này nè. Thưa quý vị, nhắc đến cái trà Ashitaba thì Thi Hoàng biết là gần đây thì Tự Lực Home Shopping quá quen thuộc đối với mọi người rồi. Đúng là một sản phẩm và rất là quen. Rất quen thuộc rồi, bởi vì cái lá trà này á, nó được ca tụng là vua của các loại rau. Dạ. Thi Hoàng cũng biết là những cái người mà sống trên cái đảo Hachicho mà có cái trồng cái Ashitaba này á, thì người ta luôn luôn tôn sùng cái lá này, bởi vì những người dân ở đây là họ rất là ít bệnh tật. Tuổi thọ trung bình thì họ sống trên 90, thưa quý vị, và có người trên 100 tuổi nhờ sử dụng cái lá trà Ashitaba này. Thật ra mình nói trà nhưng mà nó không hẳn là trà, nó là được cái thức uống dinh dưỡng. Và chắc là Thi Hoàng cũng như quý vị là nghe nhắc đến trà là chúng ta sợ nhất buổi tối, đúng không? Mất ngủ. Nhưng mà Dạ Ly đã thử nghiệm trên cái cơ thể của mình rồi, với Dạ Ly rất là nhạy cảm với lại nicotine hay caffeine, và sau khi 6 giờ mà uống là coi như không thể nào ngủ được. Nhưng mà Dạ Ly đã uống cái trà Ashitaba này và Dạ Ly ngủ không chỉ ngủ ngon mà ngủ sâu, và khi thức dậy thì chúng ta cảm thấy trong người mình rất là nhiều cái năng lượng, nó khỏe hơn, tại vì mình đã có một cái giấc ngủ ngon, đúng không chị? Rồi. Và quý vị có biết là trong mỗi cái lá trà Ashitaba này thì nó có đến 13 loại khoáng chất và kim loại, và cái 11 cái vitamin cùng rất là nhiều dưỡng chất. Và cái điều mà Dạ Ly thích nhất đó là cái chất charcoal mà mình gọi là nhựa cây đó Thi Hoàng. Thì cái chất này á, nó sẽ giúp cho chúng ta đẹp da, đẹp tóc, kéo dài tuổi thanh xuân, tuổi thọ của mình. Và nếu mà quý vị sử dụng một thời gian á, thì là chắc chắn chúng ta, nhất là những cái người mà bị cholesterol cao đó Thi Hoàng, thì sẽ giảm cholesterol nè. Cái đường huyết thì ngày nay thì cái lượng đường huyết trong máu của chúng ta nó rất là thường là cao. Huyết áp và lượng đường trong máu giảm cholesterol, nó sẽ giúp cho chúng ta giống như quân bình được cái lượng đường huyết nè ha, làm cho chúng ta giảm huyết áp nè, thanh lọc máu huyết nè, giải độc gan nè, giảm đau cơ bắp khớp xương nè, tăng cường trí nhớ nè, phòng chống bệnh Alzheimer và ngăn ngừa được cái bệnh ung thư nữa. Thì anh thấy quá là rất tốt, là đúng nhiều không? Những cái dưỡng chất trong một cái hộp trà như thế này, và một cái hộp trà là gồm có bao nhiêu gói, và cũng như là cái combo ngày hôm nay thì mình bán như thế nào chị Dạ Ly ha? Chúng tôi đang có một cái giá khuyến mại rất là hấp dẫn, có nghĩa là khi quý vị mua 3 cái hộp trà Ashitaba, mỗi hộp là 40 gói nha quý vị, thì chúng ta sẽ được tặng một cái hộp trà Ashitaba lớn cùng loại với cái giá chỉ 105 đô, so với cái giá ban đầu là 140 đô. Quý vị ơi, hãy gọi nhanh cho Dạ Ly và Thi Hoàng nhé, với số điện thoại là 714-473-8440-714-305-7133. Dạ Ly và Thi Hoàng rất mong nhận được những cuộc gọi từ quý vị. Và Thi Hoàng có biết là cái cách để mà uống nó cũng rất là dễ dàng. Quý vị có thể uống buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, bất kể lúc nào mà quý vị muốn. Và cái cách thì quý vị chỉ bỏ 1 hoặc 2 gói, nếu mà quý vị muốn uống đậm thì bỏ 2 gói ha. Còn nếu muốn uống nhạt thì chỉ cần 1 gói là đủ rồi. Thì chúng ta đổ khoảng từ 200 cho đến 250 ml nước, và một cái ly hoặc một cái bình giữ nhiệt đều được, và để khoảng 5 đến 6 phút, và sau đó chúng ta nhớ đừng lấy ra nha. Và quý vị có thể uống nóng nè, uống lạnh nè, tùy thích. Như Dạ Ly thì thích uống với một xíu cái nước táo á, và bỏ thêm vài cái cục đá vào nữa, thì giống như nó trở thành một cái ly nước dinh dưỡng rất là bổ ích cho chúng ta. Dạ thưa quý vị, thì như chị Dạ Ly giới thiệu là với một cái hộp trà Ashitaba như vậy thì có những cái dưỡng chất rất là tốt cho cơ thể của mình. Và khi mà nghe nói đến trà thì chắc chắn là ai, và với những quý vị thì rất là sợ là chúng ta sẽ bị mất ngủ, thưa quý vị. Nhưng mà không đâu quý vị, với cái loại trà như thế này thì không những không làm cho chúng ta bị mất ngủ mà còn giúp chúng ta ngủ ngon hơn và ngủ sâu hơn, cũng như là giúp cho quý vị thanh lọc máu huyết, quân bình lại cholesterol quý vị, cũng như là điều hòa cái lượng đường trong máu. Và sau một khoảng thời gian quý vị uống thì rất là nhiều quý vị đã gọi vào trong chương trình và chia sẻ rằng uống xong thì thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, cảm thấy người mình ăn được, ngủ được. Thì khi chúng ta ăn được, ngủ được thì chúng ta sẽ thấy là cơ thể của chúng ta dồi dào sức khỏe hơn, và cũng như là cảm thấy cơ thể của chúng ta làm việc tốt hơn, thưa quý vị. Thế nên là với những quý vị nào mà yêu thích cái sản phẩm trà Ashitaba thì quý vị ngày hôm nay có thể gọi vào trong khung giờ live ngày hôm nay để có thể hưởng được cái combo thứ hai ngày hôm nay, đó chính là khi quý vị mua 3 hộp trà lớn ngày hôm nay
tặng ngay một hộp lớn với cái trị giá combo, giá ban đầu là 140 Mỹ Kim, nhưng khi quý vị gọi trong khung giờ live ngày hôm nay thì quý vị trả một cái giá rất là hấp dẫn, chỉ còn có 105 Mỹ Kim mà thôi quý vị nha. Và cái cách uống thì chị Gia Ly có thể giới thiệu lại cho quý vị không, tại vì nhiều khi mình đi làm cũng có thể mang theo mình uống không chị? Thì cái cách uống nếu như Dạ Ly đây thì rất là đơn giản, thêm một cái phần uống nữa là buổi sáng chị bỏ hai gói vào cái bình giữ nhiệt, thì đổ nguyên một bình nước đầy, trong đó là khi mà đi làm á, những lúc mà quý vị rảnh hay quý vị khát nước thì quý vị cứ việc lấy ra mình uống, giống như mình thay cái nước uống bình thường. Và mỗi khi mà mình uống xong thì mình cảm giác như mình có thêm một cái nguồn năng lượng để giúp cho cái cơ thể mình nó khỏe mạnh. Và Tí Hoàng có biết là hôm trước thì có một cô đã gọi điện đến và nói với Dạ Ly rằng là sau cái thời gian mà uống cái trà Acetaba này á, hôm đó cô hỏi là Dạ Ly ơi có cái thêm cái chương trình khuyến mãi nào hay không? Nói cô ơi cái này mình mua 3 là được tặng 1 đó, lợi lắm cô mua đi. Cô nói là cô và ba mẹ cô uống một thời gian á, cảm giác những cái khớp xương của mình nó không còn giống như đau nhiều nữa. Cái cũng là một cái điểm rất là tốt của trà này. Cho nên là cô rất là mê và cô nói là cái thời gian uống trà hay là giữ cái trà này cũng rất là lâu nữa. Cho nên quý vị cứ việc an tâm, khi mà có chương trình khuyến mãi quý vị cứ hãy mua đi nhá, trữ để cho chúng ta sử dụng dài lâu. Dạ, nhắc thì em mới nhớ là cũng có nhiều quý vị khán giả mà làm nail á chị Dạ Ly. Dạ, cũng hay gọi vào và khen cái trà lắm và đặt hàng rất là nhiều. Và chia cho những cái đồng nghiệp của mình uống luôn. Tại vì làm nail thì mình sử dụng tay nhiều. Đúng rồi. Thì đôi khi những cái khớp xương của mình nó về tối nó nhức mỏi. Và quý vị nói là khớp xương kêu răng rắc rất là đau, thì khi mà quý vị uống trà và nói đâu xa Tiêu Hoàng chị Dạ Ly làm show thì cũng đang uống trà Acetaba đây thôi quý vị. Dạ, để mà giúp cho chúng ta gọi là khỏe hơn và nói năng lưu loát và cũng như tăng cường trí nhớ của mình, thì ngoài ra là cũng một điểm rất là tốt là giúp những cái khớp xương của quý vị nó đỡ đau nhất hơn. Và đặc biệt là với những quý vị nào mà làm nail á thì cũng rất là yêu thích cái sản phẩm trà Acetaba và gọi vào cho Tiêu Hoàng cũng như là công ty cũng có khen rất là nhiều về cái loại trà này, bởi vì giúp là không có bị nhức mỏi nữa. Đúng đó chị. Dạ. Nên là với những quý vị nào mà thường là mình lười uống nước, hoặc là với những quý vị mà thường là mình uống nước ngọt thay nước uống hàng ngày thì không có tốt nha quý vị. Như những loại nước ngọt thì sẽ làm cho chúng ta tăng cái lượng đường trong máu và lâu ngày thì chúng ta sẽ dễ có những cái bệnh cũng như là bị béo phì rất là khó. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái trà Acetaba thì sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc máu huyết, chúng ta những cái lượng đường trong máu của chúng ta quân bình lại tốt hơn, cân bằng lại và cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Thay vì chúng ta uống những cái loại nước ngọt không có tốt cho sức khỏe hoặc là trà sữa không có tốt cho sức khỏe, thì với những quý vị nào mà chúng ta uống nước lọc được cũng tốt, hoặc là nếu chúng ta không thể uống nước lọc thì chúng ta có thể uống trà Acetaba để thay thế cho nước uống hàng ngày quý vị nhé. Và chắc em mời chị Dạ Ly giới thiệu là cái combo Acetaba ngày hôm nay để quý vị có thể gọi vào và đặt hàng quý vị nhé. Dạ thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đang có một cái chương trình rất là đặc biệt. Khi quý vị mua 3 cái hộp trà lớn Acetaba thì quý vị sẽ được tặng thêm một cái hộp cùng loại. Và trong mỗi hộp là có 40 gói nha thưa quý vị. 40 gói và mình sử dụng được chắc cũng khá lâu thì khá lâu. Và với cái giá là 105 đồng so với cái giá gốc ban đầu là 140 thưa quý vị. Quý vị hãy gọi ngay cho Dạ Ly và Tí Hoàng nhé. 714-473-8440, 714-305-7133. Dạ Ly và Tuy Hoàng đang rất mong những cái cuộc gọi từ quý vị đây. Dạ thưa quý vị, và với những quý vị nào mà có những cái chia sẻ sau khi quý vị sử dụng, quý vị như quý vị uống trà xong quý vị có những cái chia sẻ cảm nhận gì thì Tuy Hoàng cũng như chị Dạ Ly cũng rất là mong những cái cú gọi của quý vị gọi vào để có thể nghe những cái chia sẻ của quý vị, để có thể hiểu hơn về quý vị và cũng như là hiểu về quý vị mong muốn cái sản phẩm như thế nào quý vị nhé. Và chắc bây giờ em đến với combo thứ 3 ngày hôm nay luôn, là khi quý vị mua một cái chai tinh chất trân châu giúp làm trắng sáng da, và đặc biệt là cái chai sản phẩm này là trị nám rất là tốt nha quý vị. Với những quý vị nào mà lớn tuổi hoặc với những quý vị mà có đồi mồi hai bên má mình á, thì sau khi quý vị sử dụng một thời gian thì quý vị nói là những cái vết nám, những cái vết đồi mồi tàn nhang đó, nó mờ đi hẳn chị Dạ Ly. Thì đây là một cái sản phẩm rất là tốt của công ty Senso và bán rất là chạy và được rất là nhiều quý vị yêu thích. Đó chính là Senso Japan Skin Emollient Essence. Chúng ta sử dụng như cái dạng serum mỗi ngày
quy trình dưỡng da của mình thưa quý vị. Thì khi quý vị mua một chai tinh chất trân châu ngày hôm nay chỉ với giá là 95 Mỹ Kim thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Super Collagen Plus, là cái dạng nước uống Super Collagen rất là tốt cho sức khỏe. Thì chúng ta mua có 95 Mỹ Kim mà chúng ta được tặng ngay một cái hộp nước uống Super Collagen Plus là trị giá tới 89 Mỹ Kim rồi. Thì đây là một cái combo rất là lợi luôn đúng không chị Dạ Ly? Thưa quý vị, hãy nhanh nhanh gọi cho chúng tôi đi để hưởng một cái giá ưu đãi rất là đặc biệt, chỉ có 95 đồng so với cái tổng của cái combo này là 184 đồng thưa quý vị. Rồi. Hãy gọi cho Dạ Ly và Ti Hoàng nhé. Chỉ có trong khung giờ live ngày hôm nay thôi nha quý vị. Và cái chai tinh chất trân châu này thì chúng ta sẽ giúp cho làn da của chúng ta trắng sáng hơn và giúp cho làn da của chúng ta tái tạo lại vào ban đêm. Thì với cách sử dụng thì sau khi mà chúng ta làm sạch da nè và chúng ta xịt cái nước hoa hồng suối khoáng thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước tinh chất trân châu này lên da của chúng ta. Chúng ta phun ra và thoa một lượng vừa đủ trên khuôn mặt. Và sau đó và sau cái bước này thì quý vị sẽ sử dụng kem dưỡng ban đêm quý vị nha. Và một cái chai tinh chất trân châu như vậy thì sẽ giúp cho làn da của chúng ta làm mềm da, và với tinh chất tảo quý Nhật Bản sẽ giúp cung cấp độ ẩm và phục hồi sức sống mới, bảo vệ da của chúng ta khỏi cái tác động môi trường và lão hóa, và tránh được xuất hiện các sắc tố làm da không đều màu. Và với cái chiết xuất là hoa anh thảo kết hợp với quá trình lên men của protein thực vật natto gum sẽ chặn đứng quá trình oxy hóa và làm mờ hẳn vết nám và các đốm nâu, giữ cho làn da luôn tươi trẻ và giúp cho làn da của chúng ta trắng sáng hoàn hảo. Thế nên là làn da của người châu Á của chúng ta thì chị em phụ nữ thường là dễ bị nám đúng không chị Dạ Ly? Dạ, dễ bị nám cũng như là những cái đốm nâu, đốm đồi bồ trên da của chúng ta rất là nhiều. Thì với những quý vị nào bị cái trường hợp như vậy thì quý vị có thể sử dụng cái chai tinh chất trân châu này của công ty Senso để giúp cho làn da của chúng ta trắng sáng đều màu lên một cách tự nhiên và hiệu quả, không có gây bào mòn và không bao có nhiêu tuổi thì có thể sử dụng được cái tinh chất trân châu. Dạ thưa quý vị, thì với những quý vị nào mà thường là 20-25 tuổi là da của chúng ta là nếu mà không có chăm sóc là cũng dễ bị nám lắm, nên chúng ta phải chăm sóc từ lúc trẻ luôn thưa quý vị, là từ 20 là chúng ta bắt đầu chăm sóc đến dưỡng da của chúng ta và kết hợp với tinh chất trân châu này trong cái quy trình dưỡng da của chúng ta vào mỗi buổi tối để làn da của chúng ta có thể trắng sáng và khỏe hơn. Và với những quý vị nào mà có những cái làn da không có đều màu á thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái chai tinh chất trân châu này để giúp cho làn da của chúng ta nó hoạt động tốt hơn và làm đều màu da, và các đốm nâu, các đốm đồi mồi sẽ không có còn trên da nữa. Và ngày hôm nay thì cái chai này chỉ có 95 ml thôi. Và khi quý vị mua ngày hôm nay thì quý vị sẽ được tặng ngay một cái hộp nước uống Super Collagen Plus trị giá là 89 Mỹ Kim rồi. Thưa quý vị, thì đây là một cái combo khuyến mãi rất rất là tuyệt vời đúng không chị? Và cái nước uống Super Collagen Plus này là cũng là một cái loại nước uống mà sẽ giúp cho làn da của chúng ta cũng đẹp hơn, kết hợp là chúng ta thoa kem dưỡng nè và chúng ta uống từ bên trong nữa để chúng ta sẽ là đẹp từ trong ra ngoài luôn quý vị nhé. Qua hai số điện thoại là 714-473-8440 hoặc là 714-305-7133. Chị Hoàng cũng như chị Dạ Lê mong là quý vị gọi vào ngay để có thể order cái combo ngày hôm nay rất là hấp dẫn, là mua một chai tinh chất trân châu giúp da trắng sáng. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp nước uống Super Collagen Plus sẽ giúp cho chúng ta đẹp da, đẹp tóc, đẹp móng tay, đẹp dáng, cũng như là chúng ta kết hợp với cái sản phẩm tinh chất trân châu này thì làn da của chúng ta sẽ là trắng sáng và cơ thể chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh từ trong ra ngoài luôn thưa quý vị. Nếu như quý vị gọi chưa được á, quý vị đang bận hay như thế nào thì có thể nhắn tin ha. Dạ Ly và Ti Hoàng sẽ gọi lại ngay cho quý vị. Thưa quý vị, thì với quý vị nào mà ngày hôm nay quý vị ngại là quý vị không có đến pick up được liền thì quý vị cũng yên tâm là quý vị gọi vào để cho Ti Hoàng và chị Dạ Ly có thể ghi tên và số điện thoại quý vị lại, giữ được những cái combo ngày hôm nay cho quý vị, bởi vì qua khung giờ live thì những cái combo này sẽ không còn nữa quý vị nha. Dạ, và chắc mời chị Dạ Ly nói về cái combo tiếp theo ngày hôm nay cho quý vị khán giả biết luôn ạ. Thưa quý vị, đây là một cái combo mà Dạ Ly thấy rất là nhiều các cái cô chú là gọi là yêu cầu Dạ Ly là nhớ giới thiệu cái tỏi đen nhé. Em thấy rất là nhiều quý vị khán giả mê cái combo tỏi đen này lắm nha. Thưa quý vị, là trên thị trường hiện nay thì có rất rất nhiều các cái loại tỏi đen khác nhau, nhưng mà Dạ Ly được biết rằng cái tỏi đen mà mọi người yêu thích là làm từ tỏi cô đơn ở cái đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi. Và đây là cái sản phẩm mà Dạ Ly đang cầm là được làm hoàn toàn bằng lên men tự nhiên của Nhật Bản, và đây là một cái loại tỏi cô đơn
của đảo Lý Sơn. Chúng tôi sử dụng hoàn toàn tự nhiên lên men mà nó không có bất kỳ, chúng tôi không hề bỏ bất kỳ một cái hợp chất nào như chất nhân tạo nào vào. Và sau khi cái tỏi trắng thì nó sẽ chuyển thành một màu đen với một cái vị ngọt thanh rất là dễ chịu và cái mùi thơm như như thảo dược ở Tuy Hoàng. Thì khi nhắc đến tỏi thì thực ra ngay cả Dạ Ly hay Tuy Hoàng sợ lắm, bởi vì chúng ta sợ cái mùi của tỏi để lại hay là cái độ cay nồng, đúng không? Ăn xong rồi cảm giác như là mình mất tự tin, mình không còn đi đâu được nữa. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị hãy an tâm là vì cái tỏi đen này khi chúng ta ăn vào, chúng ta chỉ cần uống 1-2 ngụm nước thôi là hoàn toàn không để lại bất kỳ một cái mùi vị nào nữa. Quý vị hãy an tâm. Và khi mà ăn cái tỏi đen này là cái thực tế Dạ Ly đã thấy cái cha mẹ mình hay tất cả những người thân mình thì sau một cái thời gian sử dụng cái tỏi đen thì đã tăng cường cái hệ miễn dịch nè, tăng sức đề kháng cho cơ thể thưa quý vị, giảm được cái mỡ máu, giảm cholesterol, làm đẹp da nè, còn đẹp thêm tóc. Cái này là thực ra mọi người trước đây không nghĩ là chúng ta ăn tỏi đen nó sẽ giúp cho cái tóc chúng ta đẹp, da đẹp. Nhưng mà cái thực tế đã có là sau 1 năm sử dụng thì tóc có vẻ dài và đen đẹp hơn và da cũng sáng bóng hơn. Và cái ức chế tế bào ung thư, cái đây là một cái điều rất là quan trọng nha Tiểu Hoàng. Vì như quý vị đã biết là cái nỗi ám ảnh về ung thư thì nó kinh khủng lắm. Vì vậy cái việc mà ăn tỏi đen nó quá dễ dàng cho chúng ta để mà cái ngăn ngừa được cái bệnh nan y. Và tiếp nữa là nó giảm đau những cái khớp và nó bảo vệ cho cái gan hay bảo vệ tim. Thì Hoàng biết là nếu mà tim chúng ta không khỏe thì chúng ta không thể làm bất kỳ một cái điều gì hết. Và hôm nay thì thưa quý vị là quý vị mua 2 cái gói tỏi đen. Đây, chúng tôi để đây 2 gói tỏi đen. Quý vị sẽ được tặng một cái gói tỏi đen 125g và được tặng thêm một cái gói trà Ashitaba nhỏ. Với tổng cái combo này là 156 đô, mà quý vị chỉ trả 110 đô thôi thưa quý vị. Hãy gọi ngay cho Dạ Ly cũng như Ti Hoàng nhé, theo số điện thoại là 714-473-8440, 714-305-7133. Dạ Ly và Ti Hoàng rất mong nhận được những cuộc gọi của quý vị. Dạ thưa quý vị, thì Tiên Hoàng xin nhắc lại cái combo ngày hôm nay là về tỏi đen. Đây là một cái sản phẩm mà có rất là nhiều những cái hoạt tính tốt cho cơ thể của chúng ta như chị Dạ Ly vừa giới thiệu đến cho quý vị. Thì ngày hôm nay khi quý vị mua 2 gói tỏi đen, mỗi gói là 250g quý vị nha, thì quý vị sẽ được tặng ngay một gói tỏi đen 125g cũng như tặng thêm một hộp trà Ashitaba nhỏ cho quý vị. Và cái combo này thì trị giá 156 Mỹ Kim. Nhưng khi quý vị gọi vào trong khung giờ ngày hôm nay thì quý vị chỉ trả có 110 Mỹ Kim mà thôi. Đây là một cái giá rất là hấp dẫn. Và khung giờ live thì không còn nhiều nữa, nên là quý vị nào mà quan tâm về những sản phẩm ngày hôm nay thì quý vị nhớ là gọi vào ngay để có thể giữ được cái combo. Và với cái tỏi đen thì bình thường là mình nghe tỏi đen thì quý vị để ý về cái trọng lượng, bởi vì đôi khi những cái sản phẩm tỏi đen bán ở ngoài siêu thị thì cái trọng lượng nó nhỏ hơn cái gói tỏi của mình chị Dạ Ly ha. Gói tỏi ở đây là 250g quý vị nhé. Thì cái đó là cái combo tỏi đen. Và Chi Hoàng xin đến với cái combo cuối cùng ngày hôm nay luôn cho quý vị. Với những quý vị đang quan tâm thì khi quý vị mua một hộp nước uống Super Collagen Plus ngày hôm nay, mỗi hộp gồm có 10 chai nhỏ cho quý vị sử dụng, và mỗi ngày chúng ta chỉ cần uống một chai thôi là đủ quý vị nha. Thì khi quý vị mua một hộp Super Collagen Plus ngày hôm nay, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp miễn phí cộng thêm một hộp trà Ashitaba nhỏ cũng như là một cái miếng đệm nhiệt giúp cho chúng ta relax vai cổ gáy cho quý vị. Thì cái combo này là gồm có 2 hộp Super Collagen Plus nè, một cái hộp trà Ashitaba nhỏ, một cái miếng đệm nhiệt, mà quý vị chỉ trả có 89 Mỹ Kim mà thôi. So với tổng trị giá ban đầu là 220 Mỹ Kim thì ngày hôm nay khuyến mãi chỉ còn có 89 Mỹ Kim quý vị nhé. Đây là một cái giá rất là hấp dẫn đúng không chị Dạ Ly? Dạ thưa quý vị, thì với nước uống Super Collagen Plus thì sẽ giúp cho nghe về collagen thì phụ nữ chúng ta sẽ biết là về làn da, mái tóc cũng như móng tay sẽ giúp cho chúng ta rất là tốt. Thì ngoài ra collagen cũng sẽ giúp cho những cái khớp xương của chúng ta làm việc tốt hơn, những cái khớp sụn của chúng ta không có còn đau nhức mỏi nữa thưa quý vị. Nên nếu quý vị uống collagen mỗi ngày trong một cái thời gian thường xuyên thì quý vị sẽ thấy làn da của chúng ta trắng sáng lên, mịn màng hơn. Và cái nước uống Super Collagen Plus này thì chiết xuất từ cá thiên nhiên, có rất là nhiều những cái omega 3 có lợi cho cơ thể của chúng ta. Và ngoài ra thì còn có chiết xuất của quả goji berry, có nghĩa là quả kỷ tử thưa quý vị, nha đam,
chiết xuất cúc lan cũng như là Syrian đào có chứa những cái vitamin C chống oxy hóa, giúp cho chúng ta tăng khả năng miễn nhiễm và giải quyết những cái vấn đề về gan rất là tốt. Thì ngày hôm nay khi quý vị mua một hộp nước uống Super Collagen Plus, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp miễn phí, tặng thêm cho quý vị một hộp trà Ashitaba nhỏ cũng như là một cái miếng đệm nhiệt. Và tổng combo này trị giá 220 Mỹ Kim, nhưng khi quý vị gọi vào trong khung giờ live ngày hôm nay thì giá chỉ có 89 Mỹ Kim thôi quý vị nhé. Thưa quý vị, là nhắc đến collagen thì mọi người rất là sợ về cái mùi tanh của cái collagen thường là như thế. Nhưng mà quý vị hãy cứ yên tâm là khi uống cái Super Collagen này á, thì nó có một cái mùi vị rất là dễ chịu, giống như chúng ta uống cái nước trái cây. Nước trái cây và mùi blueberry đó chị Dạ Ly ha. Rất là dễ chịu và mỗi ngày chúng ta nên uống một chai ha. Dạ Ly thì cứ sáng nào cũng uống một chai để cho mình tăng thêm cái lượng collagen ở dưới da. Bởi vì như quý vị cũng biết là sau tuổi 30 thôi là cái lượng collagen ở dưới da chúng ta nó sẽ giảm đi, khi mà nó giảm thì nó sẽ làm cho da chúng ta mất cái độ đàn hồi, da chúng ta chảy xệ, làm giống như nó sưng mắt thì chúng ta rất là già nua đúng không? Nên là collagen là một cái chất mà khi mình nghe nói là biết đầu tiên là tốt cho da chúng ta và sau đó là giúp cho tóc của chúng ta mọc đẹp hơn, dài hơn, suôn mượt hơn và móng tay của chúng ta chắc khỏe hơn nữa chị Dạ Ly. Có một thêm một cái điều nữa là nếu mà uống cái Super Collagen này á, Dạ Ly thấy là đối với những cái người, những cô gái mà bị đau bụng vào những ngày đèn đỏ đó thì thường á, uống cái này vào thì cảm giác mình dịu nhẹ đi, mình không có còn những cái cơn đau nữa thưa quý vị. Hoặc là những cái vết thương trên da này, thường Dạ Ly thấy là chúng ta bổ sung collagen đầy đủ thì nó sẽ rất là nhanh lành những cái vết thương và giúp cho mắt chúng ta cũng sáng hơn nữa. Dạ chắc chắn rồi, thế nên là với những quý vị nào mà lớn tuổi, mình không nói mà trẻ tuổi thì cũng nên bổ sung collagen mỗi ngày quý vị nhé, để cơ thể của chúng ta có thể làm việc tốt hơn. Và đặc biệt là cái nước uống Super Collagen Plus thì có những cái dưỡng chất, những cái tinh chất khác như Siêu Hoàng vừa nhắc đến là như quả goji berry nè, nha đam, seri cúc lan cũng như là seri anh đào thưa quý vị. Dạ chắc chào cô. Dạ mua 2 gói tỏi đen ạ. Dạ bằng 1 gói tỏi đen 120 Acetaba nữa cô. Dạ. Dạ. Dạ thưa cô cho. Dạ. Dạ vâng. Dạ thưa quý vị, thì thời gian live không còn nhiều nữa, thế nên chị Hoàng rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị. Và nếu quý vị nào mà có Facebook hoặc YouTube thì xin quý vị search là Tự Lực Bookstore để có thể theo dõi Tự Lực live home shopping hàng tuần vào thứ 5 và thứ 6 quý vị nhé. Chị Hoàng cũng như chị Dạ Ly xin cảm ơn sự theo dõi quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới ạ. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu 2 sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 204 7749 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com.